Ok, hello anh em, quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình là Gina trai nữa. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sự kiện khá là hot. Đấy thì cái sự kiện này thì mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ ra. Đấy, không nay thì mai thì nó sẽ ra trong những cái gọi là những cái sự kiện tiếp theo ấy. Ở đây này thì mình nghĩ là ở trên màn hình thì anh em cũng biết rồi. Đây thì hiện tại mình có những thông tin đấy. Anh em thấy không? Ở đây như cái kiểu mà sự kiện ở bến chiếc bến giày ở Việt Nam vậy đấy, mình thấy cũng khá là ok nếu mà anh em tham gia cái sự kiện lần này đấy. Ở đây thì có cái sự kiện anh em nhặt hạt đầu đỏ để lôi quà nữa đấy, khá là hay đấy. Với bên chiếc bến giày thì cái này thì mình liên hệ đến một cái sự kiện nó rất là gần đấy, như cái kiểu anh em nhặt trứng phục sinh anh em đổi quà vậy đấy, mình thấy cũng khá là ok. Ở đây thì anh em cần nhặt cho mình là kiểu như là bánh chưng vậy đấy, và cũng như là hạt đậu ở trong trận đấu ấy, anh em đem ra anh em đổi quà, mình thấy cũng khá là ok đấy. Khá là nhiều cái sự kiện trong thời gian gần đây. Đây này, cái kiểu anh em nhờ xong ấy đấy, anh em nhờ xong rồi anh em vào game ấy, anh em đổi quà, mình thấy là cũng khá là ok đấy. Đổi những cái vật phẩm ba lô này đấy, anh em sẽ đổi được cái ba lô như thế này này đấy, khá là đẹp đúng không? Mình thấy cũng khá là chất, không đến nỗi gọi là tệ cho lắm ấy đấy. Thì hiện tại mình đang còn ở server nước ngoài thì mình lấy những cái thông tin ở của server nước ngoài mình sẽ làm lại cho anh em xem. Đấy thì anh em nào thấy những cái thông tin và những cái sự kiện của mình hay ấy thì cho mình lượt subscribe đăng ký kênh để theo dõi mình nha em, để cập nhật những cái video tiếp theo của mình. Rồi ok, thì ở đây thì là sẽ ra một cái ba lô mới nha. Ở đây thì anh em cần phải đúng rồi, đây là phải anh em phải nạp vào 150 kim cương thì sẽ nhận được cái ba lô như thế này. Đấy, cái ván này thì anh em chỉ cần đăng nhập thôi, đăng nhập thì sự kiện thì sẽ nhận được. Đấy, cái ván này thì mình cũng có và mình đánh giá là khá là ổn, khá là ok. Đấy, hiện tại ở bên server nước ngoài thì hiện tại đã ra rồi, ở đây thì nó sẽ ra một cái đồng mới là Bitcoin nữa kìa. Anh em để ý phía dưới sẽ thấy nhá, nó sẽ có bốn cái, đấy, bốn cái đồng tiền anh em ạ, một cái đồng 1 cent. Đấy thì mình cũng chưa hiểu là ở cái bốn cái dưới thì nó có tác dụng gì, nhưng mình nghĩ là ở trong phiên bản Garena Verify ở Việt Nam ấy, mình nghĩ là cũng sẽ sắp cập nhật rồi. Đấy thì anh em cứ chờ đợi thôi. Đấy, công việc của mình là cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất về game để liên để thông báo cho anh em biết, để anh em có thể sẵn sàng đã vào nạp tiền vào game để săn những cái đồ mới, hoặc là sẵn sàng săn những cái sự kiện free để anh em có thể nhận được quà ngon nha. Ok, thì ở đây là cái sự kiện là chiến binh chế tác này. Đấy, chế tạo đấy bên tế cũng khá là ổn, bộ nhân vật này cũng khá là ok. Nếu mà anh em đam mê thì anh em có thể mua cái bộ trang phục này. Đấy, thường thường thì mình thấy là nam nữ mua bình đẳng như nhau thôi, mình thấy toàn nam mua thôi chứ nữ thì mình thấy rất là ít, không hiểu sao mà đồ con gái mà nam thì mặc rất là nhiều. Đấy, cứ vào trận thấy là cứ ngỡ là gái cơ, đội sân thì ra là gái của cô gái đội sân. Đấy, ở đây thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ ra một cái số skin súng mới. Ở đây này. Đấy, vừa nãy thì mình có xem ấy, mình có xem sơ qua thì có mua một số cái skin súng mới, mình thấy cũng khá là ổn, khá là ok. Với những cái skin này mình thấy cũng khá là chất đấy, khá là ổn. Bởi vì những cái skin này thì nó sẽ giúp tăng cái lượng sát thương cũng như là tốc độ bắn này. Đấy, có một vài cái thì nó sẽ giảm đi cái tốc độ bắn của em. Rồi thì mình thấy nếu mà ở trong cái sự kiện lần này ấy, nó mới ra những cái đấy, anh em nạp kim cương vào thì nó sẽ tặng cho anh em một cái balo này. Đấy, khá là ổn, bởi vì mình nghĩ là anh em nạp vào đúng 150 kim cương thì nó sẽ tặng cho anh em cái balo như thế này. Đấy, cái balo hình con hươu đây mà khá là dễ thương, khá là ok. Anh em lưu ý là chỉ cần 150 kim cương thì anh em có thể sở hữu được cái một cái balo này nha. Mình thấy là nó cũng khá đẹp, không đến nỗi hỏi tệ cho lắm ấy. Đấy, thì mình thấy là chắc chắn là nếu mà có ba lô này thì nó sẽ tăng thêm cái lượng gọi là chắc chắn là tăng thêm cái khoang trống để em đựng đồ. Đấy, cũng nó sẽ cũng có cái hệ thống mới nha. Đấy, nó sẽ ra một cái skin súng mới này. Em để ý thì ở trên là cái khẩu gì vậy, đậu xanh quên luôn đấy, cái khẩu bắn đạn tiểu liên, cái khẩu VSS đậu xanh, cái tên mà mình quên luôn. Thì nó sẽ có một cái skin súng mới, mình thấy cũng khá đẹp đấy. Từ thời cha sinh mẹ đẻ ra thì bây giờ mình cái khẩu VSS thì mới có một cái skin súng, mình thấy là tạm ổn nhất trong những cái skin đấy. Hiện tại thì ở server Việt Nam thì vẫn chưa ra, cho nên thì
Hiện tại mình đang lấy những cái thông tin ở server nước ngoài ấy. Đây này, M451 các kiểu vẫn thấy cũng khá là ok, khá là chất. Nghĩa là ở server Việt Nam mình hôm nay thì mai chắc chắn là sẽ ra khá là ổn luôn. Toàn súng ngon thôi mà. Đấy, Scanline huyết nguyện này, khá là chất đúng không? Đây này, thấy khá là ổn bởi vì ở bên server nước ngoài ấy, bán giá cũng thấy ok. Và những cái sự kiện thì nó cũng tương tự khá là ổn. Anh em là như kiểu như anh em nhận free ấy. Thấy luôn. Mới thấy là ở một điều rất là khác là ở server Việt Nam và server nước ngoài ấy. Ở server nước ngoài thì mình thấy là rất là gọi là phóng khoáng, thay vì phóng kiểu phóng khoáng như server nước ngoài, ở server Việt Nam thì mình thấy kiểu như bế tắc làm sao đây mà. Đấy. Tuy rằng vào ngày sắp đến đây thì vào ngày 28 đến ngày mùng 2 6 ấy thì nó sẽ mở ra một số sự kiện khá là ổn, khá là ok. Nhưng mà mình vẫn thấy nó sao sao ấy bởi vì cái lượng quà của nó khá là ít. Đấy, thay vì toàn server nhận được quà thì vào đây thì Garena Free Fire đã kiểu như mà tóm lại một cái phần quà nó vừa vừa rồi tặng cho một số người thôi. Đấy, số người nào mà may mắn nhất, thay vì ở server nước ngoài thì người ta sẽ tặng đồ free luôn. Để tặng đồ làm sự kiện free. Đấy, như cái kiểu mà nhật trứng phục sinh các kiểu thế thì mình nghĩ là hay hơn, ok hơn. Đấy, ai cũng có thể làm được. Anh em nào mà xin cày thì chắc chắn là có luôn. Như cái kiểu mà anh em xin cày thì chắc chắn là không 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 được bằng những cái người nộp cạc rồi. Chắc luôn, mình chắc chắn 100% là như vậy. Đấy, đây có súng ngon bắp cày này. Đấy, nó sẽ ra những cái skin mới nha anh em. Đấy, ở dưới này thì mình có thấy cái khẩu skin M60 ấy, M60 bằng vàng, khá là chất đúng không? Mình thấy cũng khá là chất bởi vì hiện tại thì server nước ngoài ấy, mình không nói phét chứ toàn là súng ngon thôi. Đấy, ở đây thì ai nạp cạc vào thì người ấy sẽ gọi là auto phê hơn, bởi vì những cái skin này nó cộng một lượng đam nó rất là mệt. Em để ý là biết đấy, những cái người mà có skin thì chắc chắn là có cái cơ hội dần top khá là cao, khá là chất. Đấy, như cái kiểu skin này này, tuy nó màu mè nhưng mà nó có lượng sát thương khá là ghê gớm. Anh em lưu ý là như cái kiểu mà cái bông hoa nào còn đẹp thì chắc chắn là cái bông hoa ấy thì kiểu như là nó hơi khó nói cái bên thế luôn. Đấy, những cái con gì mà nó có cái màu sắc đặc sắc, cái màu sắc nó rực rỡ ấy, đổi xe thì nó sẽ càng kiểu như độc. Đấy, kiểu như mình đang đang ví dụ sang thế giới động vật không bằng ấy. Ok rồi, nãy giờ hơi dài dòng nói xạm rồi. Ok, đấy thì sự kiện chính thì nó mình đã giới thiệu ở đầu video rồi ấy. Đấy thì anh em nào thấy những cái thông tin của mình hữu ích ấy thì cho mình lượt subscribe đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình với anh em, để mình có thêm những động lực để ra những cái video hay, đấy, video tiếp theo nữa. Ok đấy, hiện tại mình thấy là ở đây này, ở đây thì có cái skin khẩu VSS mới này, mình thấy cũng khá là chất. Nếu mà ở trong cái server Việt Nam cập nhật những cái skin này cũng như là những cái skin mới thì, kiểu như anh em có thể thỏa cái đam mê sự sở hữu những cái skin hơn. Đấy, đấy ở đây thì có xin có kiểu vừa nãy thì mình có thấy là có skin dao nữa sao anh em à. Đầu xe khá là hay nha. Đấy, hiện tại mình vẫn chưa có cái cập nhật về những cái họng súng này. Đầu xe vào thấy thôi, khá là ổn cái này đúng không? Cũng khá là chất, thì gọi là cũng thế này thì cũng khá là ổn rồi. Đấy, rồi ok, thì mình nghĩ là cái video của mình cũng khá là dài rồi, thì mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây nha em. Rồi thì ok, thì bye bye em, và hẹn gặp lại em trong những cái video tiếp theo của mình nha. Đấy.